Nga xác nhận dùng tên lửa siêu vượt âm tập kích sân bay Ukraine. Nga thông báo dùng tên lửa siêu vượt âm Kinh Giang và nhiều vũ khí khác tấn công các căn cứ Ukraine, trong đó có sân bay sắp tiếp nhận tiêm kích phương Tây. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ tàu chiến, cùng tên lửa siêu vượt âm Kinh Giang và máy bay không người lái UAV nhằm vào các sân bay quân sự của Ukraine, nơi dự kiến tiếp nhận chiến đấu cơ do phương Tây viện trợ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 27 tháng 6. Quân đội Nga không nêu địa điểm cụ thể, nhưng tuyên bố cuộc tấn công đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra và toàn bộ mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng. Truyền thông Ukraine trước đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga, cho thấy quả đạn Kinh Giang dường như tập kích mục tiêu ở thành phố Khmelnytskyi, trong khi phần lớn vũ khí còn lại nhằm vào sân bay Stakhochitan thuộc tỉnh Khmelnytskyi và các địa phương ở miền Tây Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng Nga đã khai hỏa một tên lửa siêu vượt âm Kinh Giang, 4 tên lửa hành trình hải quân Kalib, một tên lửa không đối đất chiến thuật KH-59, 69 và 23 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed 136, 131 trong đòn không kích rạng sáng ngày 27 tháng 6. Cơ quan này tuyên bố các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 28 mục tiêu, gồm toàn bộ 23 UAV tự sát cùng các tên lửa Kalib và KH-59, 69, nhưng không đề cập tới quả đạn Kinh Giang. Kiev từng nhiều lần tuyên bố chặn được tên lửa siêu vượt âm Kinh Giang, nhưng thường xuyên để lọt loại vũ khí này và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong các đòn tập kích của Moskva những tuần qua. Nga gần đây thường triển khai tập kích sân bay quân sự Stakhochitan. Đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow SCALPEG do Anh, Pháp viện trợ. Hãng tin RIA Novosti của Nga hồi tháng trước dẫn lời người điều phối lực lượng nằm vùng tại Ukraine nói rằng sân bay Stakhochitan cũng là địa điểm sắp tiếp nhận tiêm kích F-16. Có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây chuyển giao. Sau khi được Mỹ bật đèn xanh vào năm ngoái, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã cam kết chuyển giao tổng cộng 85 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, song chưa rõ chúng sẽ đến tay Kiev khi nào. Truyền thông nhận định lô đầu tiên có thể đến Ukraine sớm nhất là trong vài tuần nữa, nhưng việc chuyển giao đã nhiều lần bị trễ hẹn. Tiêm kích F-16 được kỳ vọng sẽ là sự nâng cấp cần thiết cho lực lượng không quân Ukraine, vốn chủ yếu biên chế các phi cơ sản xuất từ thời Liên Xô và đã hứng tổn thất nghiêm trọng sau hơn 2 năm chiến sự. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo F-16 không phải vũ khí kỳ diệu có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.